Chào mừng các bạn đang đến với chương trình Sống Khỏe, được đồng hành bởi nhãn hàng trà thảo mộc Dr. Thanh, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài. Trong chương trình ngày hôm nay, Võ Quốc giới thiệu đến quý vị một món ăn rất tốt và sức khỏe dành cho người già. Đó là món bánh tạt rau củ. Với món bánh tạt này thì cách làm rất đơn giản, không có gì mà khó khăn. Và món bánh tạt này chúng ta có thể dùng ăn chay hoặc là ăn mặn đều được. Thành phần để làm món bánh tạt rau củ này thì mình chia làm hai. Đầu tiên là phần vỏ bánh. Phần vỏ bánh là Quốc có là 200g bột làm bánh, hoặc là tiếng Anh là batty flour. Thì cái bột này đã trộn đầy đủ hết tất cả vào rồi. Kế đến thì Quốc sẽ có là 90g nước. Tiếp theo là mình sẽ có là 40ml dầu ô liu. Về phần nhân bánh thì Quốc sẽ có là 300g đậu hũ non như thế này, 50g hạt điều, bí đỏ và đậu cô ve. Đầu tiên thì mình sẽ làm phần vỏ bánh trước. Phần vỏ bánh này, Quốc sẽ cho vào đây là 40ml dầu ô liu và mình sẽ trộn lên. Kế đến Quốc sẽ cho từ từ vào là 90ml nước. Và Quốc sẽ cho hết phần nước còn lại vào. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mang bao tay vào và mình nhồi cho cái phần bột này nó mịn và nó đều ra. Và bây giờ cái phần bột này mình sẽ chia ra làm hai. Đây, có hai cái khuôn đây, mình sẽ ép vào trong hai cái khuôn. Sau khi chúng ta ép bột vào khuôn thì ở bên dưới đế bánh mình dùng cái nĩa dày để mình xăm lên trên đế bánh. Mình làm như vậy thì cái phần để bánh ta nó sẽ không bị phồng lên. Nhưng bánh thì mình sẽ có là 300g đậu phụ non. Quốc sẽ cho hết 300g đậu phụ non này vào trong máy xay. Hạt điều là mình có 50g, mình cũng cho vào trong máy xay. Đây, Quốc sẽ bật máy lên và mình sẽ xay cái phần hạt điều với lại đậu phụ non này. Và mình sẽ cho hết cái phần này ra. Tôi có đây là bí đỏ. Và bí đỏ mình sẽ dùng khoảng nửa trái. Đây, mình sẽ cắt miếng mỏng như thế này. Phần đậu cô ve này cũng đang có là khoảng 50g. Mình nhặt bỏ hai đầu và tước sơ phần đậu cô ve ra. Rồi, sau đó chúng ta cũng cắt khúc đậu cô ve ra cỡ khoảng 1,5 phân. Mình cũng cho hết đậu cô ve vào đây. Bây giờ mình sẽ trộn đều lên nha. Bây giờ Quốc sẽ nêm vào đây là 1 thìa cà phê muối. Sau đó mình sẽ trộn đều cho cái phần muối này nó đều và nó sẽ không bị chỗ mặn và chỗ lạt. Khi đều rồi thì mình sẽ cho vào đây. Và bây giờ chúng ta sẽ cho cái phần bánh tạt rau củ này vào trong lò, chỉnh nhiệt độ là 170 độ và mình nướng trong vòng 45 phút. Như vậy là sau thời gian nướng 45 phút với nhiệt độ là 170 thì phần bánh tạt rau củ của chúng ta đã chín. Chúng ta phải nướng ở nhiệt độ nhỏ như vậy để cho cái phần rau củ nó chín, xong sau đó thì cái phần bánh nó cũng vừa chín tới luôn. Bây giờ Quốc sẽ cho ra một cái đĩa và mình sẽ cắt ra thành từng miếng. Như vậy là món bánh tạt rau củ của chúng ta đã hoàn thành. Cuối cùng Quốc muốn nhắn nhủ rằng các bạn hãy dành thời gian nhiều hơn để ở bên mẹ mình, vì không biết một ngày nào đó mẹ mình sẽ rời xa. Chúc quý vị đón nhận một ngày hiền mẫu thật ý nghĩa. Chương trình đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Sống Khỏe tuần sau vào lúc 18h50 trên kênh VTV9 thứ bảy hàng tuần. Và cuối cùng các bạn đừng quên uống trà thảo mộc Dr. Thanh, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài.